Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Xoáy TV. Lời nói đầu tiên thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn một ngày mới nhiều niềm vui và an lành. Xin mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin tức ngày hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2021. Kính thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, bà Bành Lê Viện trong chuyến sang Trung Quốc đàm phán để cứu tướng Bùi Cao Khánh đã bị mất tích bí hiểm. Nhiều nguồn tin đồn đoán trước đó cho rằng bà đã công kích đe dọa ông Nguyễn Phương Hòa nên đã bị trả thù và bị bắt đi. Tuy nhiên, nếu ai hiểu rõ hơn về bà Bành Lê Viện thì sẽ không tin vào điều đó, bởi bà Bành có mối quan hệ thân tình với rất nhiều giới chức đương đại của Trung Quốc. Như Thủ tướng Lý Khắc Cường trong thời gian, bà vẫn là phu nhân của Tập Cận Bình. Vào đêm hôm kia, ngay sau khi bà Bành mất tích một cách khó hiểu, thì ngay trong ngày hôm qua, ông Nguyễn Phượng Hòa đột nhiên bị một nhóm người khống chế bắt mang đi. Nói cho đúng hơn, những người bắt ông Nguyễn Phượng Hòa mang đi có sức mạnh hơn người. Họ có cả máy bay và quân đội trợ chiến quân lính của Nguyễn Phượng Hòa. Quân lính của Nguyễn Phượng Hòa đã phải buông vũ khí đầu hàng vì tính mạng của Nguyễn Phượng Hòa bị đe dọa nghiêm trọng. Hai người bắt ông ấy đi chĩa súng vào đầu và liên tục ra mệnh lệnh cho ông Nguyễn Phượng Hòa. Lính của ông phải buông vũ khí 10 phút sau đó. Ông ấy biến mất không để lại một dấu vết, dù cho quân đội Trung Quốc đã dùng mọi biện pháp để truy lùng dấu vết của nhóm người kể trên. Không cần phải nói nhiều, chúng ta cũng biết rằng người đứng sau vụ bắt cóc ông Nguyễn Phương Hòa chính là bà Bành Lê Viện. Nhiều người cho rằng ông Nguyễn Phương Hòa đã sỉ nhục bà Bành trong cuộc đàm phán giữa hai nhà nước Việt Trung diễn ra trước đó. Tuy nhiên, đó chỉ là một lý do nhỏ trong câu chuyện này. Vấn đề chính ở đây là bà đang thực hiện lời hứa của mình với người dân Việt Nam. Được biết, trước đây một tuần khi tướng Bùi Cao Khánh bị hạ độc và bắt đem đi, bà đã tuyên bố một câu rằng dù bà có phải mất mạng thì cũng phải cứu được chồng bà mang về Việt Nam. Chồng bà ở đây là tướng Bùi Cao Khánh. Và ngày hôm qua, ông Tập Cận Bình đã nhận được một cuộc điện thoại lạ. Người gọi yêu cầu ông Tập Cận Bình phải thả tướng Bùi Cao Khánh của Việt Nam, nếu không tính mạng của ông Nguyễn Phương Hòa sẽ không được bảo toàn. Ông Tập Cận Bình biết rằng người yêu cầu ông chính là thuộc hạ của bà Bành Lê Viện. Bởi vậy, ông đã yêu cầu người này cho gặp bà Bành, nhưng người này đáp trả một mệnh lệnh mới rằng câu chuyện này không liên quan đến bà Bành Lê Viện và chính quyền Việt Nam. Họ tự xưng là những người lính Trung Quốc đã từng được tướng Bùi Cao Khánh cứu hai lần, nên bây giờ họ trả ơn ông ấy. Rồi gọi điện thoại cho ông Tập Cận Bình, cho ông 2 giờ để suy nghĩ và lựa chọn. Sau 2 giờ, họ có thể có những bản đáp trả khác. Câu nói này của đối phương muốn nói ông Tập Cận Bình rằng họ sẽ gây ra các vụ án khác nằm ngoài người thân của ông Tập Cận Bình và hậu quả sẽ là khôn lường. Ngay sau đó, họ cúp máy vào đầu giờ chiều, đúng 2 giờ tính từ cuộc họp đầu. Ông Tập Cận Bình đã nhận được cuộc điện thoại thứ hai. Người đầu dây bên kia vẫn nói giọng ra lệnh cho ông Tập Cận Bình lựa chọn trao đổi người hay lựa chọn giải pháp chiến đấu. Ông Tập Cận Bình đã nhận lời trao đổi. Ông Tập sau đó hỏi đối phương ngày giờ trao đổi người và địa điểm ở nơi nào. Đối thủ của ông chỉ nói ngắn gọn vài câu, không cần phải dườm ra. Phía Trung Quốc chỉ cần thả tướng Bùi Cao Khánh ra ngay lập tức, thì ông Nguyễn Phương Hòa cũng sẽ được thả địa điểm ở bất kỳ khu vực nào tại đường biên giới hai nước Việt Trung. Thưa quý vị, vào lúc chiều tối qua, cửa khẩu Thiên Bảo của Trung Quốc vượt mở tướng Bùi Cao Khánh được tính Trung Quốc dẫn tới đây để đưa về Việt Nam. Bên này cửa khẩu Việt Nam là cửa khẩu Thanh Thủy, đường cửa khẩu quốc tế duy nhất ở tỉnh Hà Giang. Cả tướng Bùi Cao Khánh đã lên xe quân đội Việt Nam đã đón. Ông Tập Cận Bình cũng nhận được điện thoại lạ. Nhưng lần này không phải là kẻ lạ mặt đã ra lệnh cho ông trước kia, mà là ông Nguyễn Phương Hòa. Ông Nguyễn thừa nhận đã được trả tự do và hiện nay đang ở gần khu vực sân bay Trường Thủy Côn Minh. Qua cuộc điện đàm với ông Tập, ông Nguyễn Phương Hòa cho biết những kẻ bắt ông đi đã đưa ông vào thành phố Côn Minh, nhưng chỉ sau đó hai tướng chúng lại đưa ông trở lại khách sạn 5 sao Harris gần sân bay, đây cũng là nơi ông bị chúng đem đi. Kế hoạch của những kẻ bắt cóc ông Nguyễn Phương Hòa quá tinh vi. Trong khi quân đội Trung Quốc lục tung cả thành phố Côn Minh để truy tìm dấu vết những kẻ bắt cóc, thì chúng lại ngồi ung dung ngay trong khách sạn 5 sao Harris để thương thảo với Tập Cận Bình. Không ai có thể nghĩ đến đều những tên tội phạm đã quay lại hiện trường. Cả ông Tập Cận Bình dù là kẻ thông minh tột đỉnh cũng không thể nghĩ ra điều này. Và kẻ chủ mưu trong vụ án này thực hiện đúng với câu nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Trong khi đó, tướng Bùi Cao Khánh đã về đến sư đoàn bộ 316 ở Hà Giang.
hai người con gái của ông đã có chuyến bay cùng với tướng Phan Văn Giang từ thủ đô Hà Nội đến Hà Giang để gặp mặt ông. Khi biết tin bà Bành Lê Viện không trở về sau buổi đàm phán ở tỉnh Vân Nam, tướng Bùi Cao Khánh tin chắc rằng chính bà đã cứu ông thoát nạn. Tuy nhiên, ông vẫn lo lắng vì ông đã trở về an toàn, mà bà Bành Lê Viện vẫn chưa trở về. Chợt nhớ ra điều gì đó, ngay lập tức tướng Bùi Cao Khánh lệnh cho sư đoàn 316 phân chia trải đều ở khu vực bình độ 466 và km số 12. Ông nói tướng Phan Văn Giang rằng bà Bành Lê Viện chắc chắn sẽ vượt biên qua lối này về Việt Nam, bởi theo ông sư đoàn trong thời gian 2 tháng trước bà từng sống với ông ở sư đoàn. Bà đã theo ông đến gần km số 12, bài binh bổ trận. Ông nói rằng đoạn đường km số 12 là khu vực dễ vượt biên qua Việt Nam, bởi vậy khi lính Trung Quốc muốn tấn công sang dãy đồi 466 thường vượt qua cột mốc này, tiến rút công thủ đều thuận lợi. Vì địa hình khu vực này không có những dãy núi quá cao, nhiều đoạn đường bằng phẳng xen rảnh những mỏm đá tai mèo thấp, khi tấn công có thể nhanh hơn so với các khu vực khác và khi rút quân cũng sẽ rút nhanh hơn. Nếu bị đánh chặn tại đây thì những mỏm đá tai mèo sẽ là nơi ấm nấp. Nghe nói tướng Bùi Cao Khánh phân tích điều này, tướng Phan Văn Giang thấy có lý. Ông biết tướng Khánh rất lo cho bà Bành Lê Viện, nhưng ông thì hoàn toàn tin tưởng bởi trí thông minh của bà ấy. Ngay cả việc bắt cóc ông Nguyễn Phương Hòa đã thể hiện được tố chất thông minh hơn người. Việc bà mất tích tại sân bay Trường Thủy Côn Minh chắc chắn là kế hoạch đã được định sẵn. Được biết nếu để câu chuyện này dính dáng đến chính quyền Việt Nam sẽ bất lợi, vì điều này ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền Việt Nam. Chính vì thế bà mới mất công. Không liên quan gì đến phái đoàn Việt Nam khi trao đổi với Tập Cận Bình, và bà không ra mặt mà lấy danh nghĩa của những người lính Trung Quốc mang ơn tướng Bùi Cao Khánh đã cứu mạng họ, bây giờ họ lại cứu mạng để cả ông. Tất cả câu chuyện này đều sắp xếp một cách thật logic. Mặc dù cho Tập Cận Bình hay Nguyễn Phương Hòa có biết đi chăng nữa, cũng không thể trách cứ Việt Nam hơn nữa, còn không thể kết tội bà Bành Lê Viện. Chính vì điều này mà tướng Phan Văn Giang tin rằng bà Bành đủ trí thông minh để trở về Việt Nam mà không gặp bất kỳ khó khăn gì. Có điều bà muốn về Việt Nam hay chưa, hay bà muốn ở lại Bắc Kinh để gặp con gái một thời gian, hoặc bà phải đi gặp một ai đó để trả ơn giúp bà trong kế hoạch cứu tướng Bùi Cao Khánh. Thưa quý vị, điều mà hai tướng quân đội Việt Nam chờ đợi cũng xảy ra. Vào 9 giờ tối hôm qua tại km số 12, đúng như dự đoán của tướng Bùi Cao Khánh, trong màn đêm dày đặc, lính sư đoàn 316 của tướng Bùi Cao Khánh nằm phục kích gần đường biên thì nghe thấy hàng loạt tiếng súng nổ. Tiếng súng nổ nhiều hơn bên đất Trung Quốc, khoảng 1 km ngay lập tức, tướng Bùi Cao Khánh ra lệnh cho quân lính tấn công. Bản thân ông trực tiếp chỉ huy tiểu đội hỏa lực B-40, B-41. Trước đó ông ra lệnh cho 12 chiến sĩ, nếu thấy ô hỏa lực nào từ hai bên sườn núi bắn ra thì phải bắn tiêu diệt ở ổ nhóm đó. Ngài ông đã can dặn cho 2.000 quân lính chú ý đến, dẫn đến người đang chuẩn bị ngắm bắn theo suy đoán của ông chắc chắn là bà Bành Lê Viện đang tìm cách vượt biên qua biên giới, và đi theo bà có một số người bảo vệ. Cả tối hôm nay ông không nhận được cuộc điện thoại của bà, vì nếu bà điện thoại xin chi viện thì những cuộc điện thoại đó sẽ bị hệ thống nghe trộm của Trung Quốc nghe lén được. Tuy nhiên rất may mắn bởi bà Bành Lê Viện đã hiểu rõ điều này, bà không gọi điện mà chỉ âm thầm vượt qua biên giới. Bà chắc chắn sang tới bên kia biên giới đất Việt Nam, chắc chắn có quân đội tiếp viện. Khi ấy quân đội Việt Nam ào ạt tấn công qua biên giới, nhanh chóng tiếp cận đường biên chạy về đất Việt Nam. Tướng Bùi Cao Khánh cũng vừa cho lính bắn vừa rút lui để đảm bảo không bị truy kích. Tướng Phan Văn Giang là người chứng kiến trận đánh này, ông thừa nhận tướng Bùi Cao Khánh quá tài ba xuất sắc. Từ 2 năm nay nghe quân lính ca ngợi nhiều về ông, tuy nhiên hôm nay tướng Phan Văn Giang mới tận mắt chứng kiến. Ông hiểu một điều tại sao những người lính yêu quý tướng Bùi Cao Khánh đến thế. Đơn giản vì cuộc chiến nào ông cũng có mặt dẫn đầu đoàn quân, không giống như những viên tướng khác chỉ ngồi một chỗ chỉ huy. Qua điện đàm, đó mới chính là bí quyết dẫn đến không có trận đánh nào mà ông bị thất bại. Tâm lý của những người lính khi thấy một viên tướng cùng mình xông pha trận mạc, không sẽ chết, khiến cho tinh thần của họ mang đến 200% sức chiến đấu. Bởi vậy mà đội quân của tướng Bùi Cao Khánh đã làm cho quân đội Trung Quốc dọc tuyến biên giới phía Bắc hồn siêu phách lạc. Bà Bành vừa đến Việt Nam, bà chạy tới ôm lấy tướng Bùi Cao Khánh. Cả gần 10 ngày nay bà mất ăn mất ngủ. Vì thiếu vắng ông, bà lo sợ rất nhiều điều, mà bây giờ ông đã ôm ấp trong tay bà, mới thở vào nhẹ nhõm trong niềm vui của những giọt nước mắt. Thưa quý vị, trước tình hình Trung Quốc không ngừng âm mưu xâm lược thôn tỉnh Biển Đông của Việt Nam, Trung Quốc ngày càng thực hiện những hành động hung hăng
để nhằm thực hiện âm mưu thôn tính Việt Nam, thưa quý vị. Trong những tháng đầu năm, Trung Quốc bắn mưa tên lửa ở Biển Đông và Mỹ đã bắt thóp một điểm yếu rất lớn của Hải quân Trung Quốc. Trong những ngày đầu tháng, Trung Quốc đã bắn mưa tên lửa ở Biển Đông do Mỹ bắt nạt Việt Nam và các nước láng giềng. Tình hình Biển Đông lại dậy sóng. Trung Quốc đã bắn hàng trăm quả tên lửa DF-26B và DF-21D ra Biển Đông đe dọa Mỹ. Nhưng rõ ràng những quả tên lửa diệt tàu sân bay của quân đội Trung Quốc lại hướng về phía quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng lên tiếng, nếu phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc tập trận bắn đạn thật, thử tên lửa diệt hạm ở Biển Đông. Theo bà Hằng, mọi hoạt động ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mà không được cho phép đều là vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Việt Nam phản đối Trung Quốc bắn tên lửa ở Biển Đông. Trung Quốc đã bắn tên lửa DF-26B và DF-21D ra Biển Đông được cho là nhằm đe dọa Mỹ, nhưng thực tế các tên lửa tàu sân bay của Bắc Kinh đều rơi xuống khu vực quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời câu hỏi phóng viên cũng như đại diện hãng thông tấn nước ngoài cho biết phản ứng trước việc Trung Quốc thông tin về việc nước này tiến hành tập trận quân sự bắn đạn thật, bắn tên lửa ở Biển Đông, tuyên bố cho rằng phản ứng Việt Nam thông tin về việc Hải quân Nhân dân Trung Quốc tiến hành tập trận bắn đạn thật quanh quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam là động thái tiếp theo trong chuỗi phát ngôn mà Hà Nội muốn tái khẳng định lập trường của mình với hai quần đảo ở khu vực vùng biển tranh chấp. Sau động thái hung hăng gây bất ngờ, Mỹ và Nhật, dư luận quốc tế đều đồng loạt lên tiếng phản đối. Và một lần nữa nhắc lại yêu sách chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông. Quan điểm nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam mà không được Việt Nam cho phép là vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Đối với hai quần đảo này, không có lợi cho hòa bình, ổn định trật tự an ninh an toàn tự do hàng không, hàng hải trên Biển Đông. Trước đó, phát ngôn viên bà Lê Thị Thu Hằng có bài phát biểu nêu phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc tiến hành tập trận quân sự tại vùng biển phía Bắc, Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Việc Trung Quốc liên tiếp tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này và đi ngược lại tinh thần tuyên bố ứng xử các bên, gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Việc duy trì môi trường hòa bình ổn định hợp tác ở Biển Đông, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa, hủy bỏ không tái diễn vi phạm tương tự. Trung Quốc bắn tên lửa diệt hạm ra Biển Đông. Như Việt Nam đưa tin, quân đội Trung Quốc công bố 4 cuộc tập trận quân sự tập trung trên 3 vùng biển lớn là Biển Đông, Hoàng Hải, Bột Hải, Phô Trương Cơ Bắp, chứng tỏ khả năng sẵn sàng chiến đấu cao của lính tinh nhuệ quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Trước đó, thông tin từ Cục Hải sự Hải Nam Trung Quốc cho biết, Hải quân Trung Quốc thực hiện diễn tập quân sự Biển Đông với quy mô bao trùm một số địa điểm thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Thông báo của Bộ Cục Hải sự Việt Nam cho thấy, nêu 4 tọa độ giới hạn khu vực tập trận cấm tàu bè vào đỗ, các tọa độ cho thấy khu vực mặt trận nằm ở Biển Đông, gần tỉnh Quảng Đông. Đây là lần thứ 2 Trung Quốc tổ chức tập trận trong vòng 2 tháng qua ở khu vực quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền, nhưng bị Bắc Kinh dùng vũ lực chiếm đóng từ năm 1974. Trung Quốc được cho là đã nã hàng trăm quả tên lửa ra Biển Đông, cụ thể nhiều và tên lửa như Đông Phong 26B đã được phóng đi từ tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc, Trung Quốc. Trong khi một số tên lửa còn lại Đông Phong 21D được phóng từ Chiết Giang, miền đông nước này, toàn bộ những quả tên lửa rơi xuống khu vực giữa tỉnh Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Mỹ, Nhật đồng loạt phản đối vụ bắn tên lửa ra Biển Đông của Trung Quốc trong bối cảnh phải đối đầu căng thẳng, Mỹ-Trung ngày càng leo thang ở Biển Đông. Việc quân đội BOA phóng tên lửa dàn mặt Hoa Kỳ thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Bộ Quốc phòng Mỹ ngay lập tức lên tiếng bình luận, tuyên bố Trung Quốc phóng thứ 4 tên lửa đạn đạo trong cuộc tập trận trái phép quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, gây ngờ vực cam kết của Bắc Kinh về tránh các hành động khiêu khích. Theo đặc phái của Tổng thống Mỹ về vấn đề kiểm soát vũ khí, khẳng định Trung Quốc quá sai lầm khi cho rằng tên lửa Đông Phong có thể dọa được Mỹ. Nếu Trung Quốc nghĩ rằng việc phóng tên lửa đạn dược, đạn đạo theo một cách nào đó đe dọa được Mỹ và các đồng minh sẽ là một sai lầm nghiêm trọng. Đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ về các vấn đề kiểm soát vũ khí viết trên Twitter, Phó Đô đốc Hải quân Mỹ Scott Kahn đã khẳng định Hoa Kỳ đã chuẩn bị sẵn sàng các phương thức đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào ở Biển Đông. Tất cả các hoạt động quân sự đều chuyên nghiệp. Chúng ta có thể đưa một tàu chiến đến cùng một vùng biển. Bản tin ngày hôm nay chúng tôi xin được phép tạm dừng tại đây.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về chiến sự tại Biển Đông để gửi đến quý vị và các bạn trong những bản tin kế tiếp. Xin kính chào và hẹn gặp lại!